Chào anh em nhé. Hôm nay mình lại phải dọn vườn. Đấy. Thì mình sẽ review cho anh em xem một cái cây chòi mòi lá tròn. Đấy. Cây này mình đã dâm ủ được 2 tháng rồi. 3 tháng rồi nhé. Thì cũng từ lúc dâm ủ sau 1 tháng thì mình chuyển ra vào cái chậu này. Đấy. Cái cây này thì nó không cốt, nó không to nhưng mà nó được cái là nó nghệ thuật, cái thân này của nó là một chiếc tay. Đấy. Thì là mình đang xây dựng cho nó thành một cái cây văn nhân nhé. Đấy, hôm nay mình sẽ mang cái cây chuyển mò vào trong này, mình sẽ review cho anh em xem. Tổng thể của một cây chòi mòi thì hiện giờ cái cây tử thì nó nằm ở vị trí này thì nó cũng không hợp lý, nhưng mà cắt đi thì cũng phí. Đó, mình để lại cái chốt này. Mình sẽ tỉa đi những nhánh mà không hợp lý nhé. Mình sẽ để lại một số những nhánh cần thiết để mình nuôi. Thì các bạn theo dõi đăng ký kênh để ý mình làm nhé. Đây. Không cần nhiều cây nhánh đâu. Vì thực tế ra bây giờ là chúng ta đang xây dựng cái form. Cho nên là tất cả những cái mắt, những cái chốt mà nó mọc không đúng vị trí như này là chúng ta sẽ cắt bỏ đi này. Cắt bỏ đi để nó lộ ra đường thân. Thân mắt tất cả những cái chốt nào nó không hợp lý là mình sẽ phế đi ngay, mình sẽ rút bỏ đi, cắt bỏ đi. Không cần nhiều cành nhánh. Sẽ chia sẻ cho các bạn xem phương pháp mình làm cái cây. Tất cả những dây kẽm này sử dụng tháo về những cái cây trước bỏ đi, tháo kẽm ra thì mình sẽ tận dụng cái kéo này để mình dùng. Nói chung là tạo ra một cây đẹp thì nó có rất nhiều yếu tố. Tự nhiên này.
như vậy nhé. Kẹo Bali chúng ta làm cây mà chúng ta tham cảnh thức lá là nó sẽ không phù hợp. Xây dựng cái chốt chủ rồi cho nó phù hợp. Xuống thì cái nhánh này nó không có tác dụng.
tiếp. Sẽ cắt bỏ đi. Cây chọn bỏ bạn biết rồi, chọn bỏ thì nó sẽ sống và nó phát triển cũng nhanh. Anh em vào kẽm là cố gắng mà hạn chế vào con tay. Sau khi mình cắt phá cái cây tròn ngoài này thì mình được một cái tác phẩm như này. Đấy, định hình sơ bộ đường thân nắc này, nắc xoắn quái. Chào anh em nhé.